cả vô. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ủa vậy? Cái này thì sao á? Đi qua đi. Wow. Và bây giờ là thử thách dành cho các bạn. Các bạn sẽ học chơi các nhạc cụ trên đây và múa chén để có thể biểu diễn một đoạn nhã nhạc cung đình theo cách mà các bạn cảm nhận được. Xin mời chén lên. Rồi, rồi. Rồi, rồi. Em không thiếu gõ hay.
sẽ có 3 nghệ sĩ học múa chén, 3 nghệ sĩ học chơi đàn. Hồi nãy anh đòi múa chén đó. Anh đòi múa chén. Cái gì khó để anh? Trời đất ơi, giờ phân công đi anh em. Chào mấy anh. Dạ. Xin chào. Dạ anh. Dạ em chào. Dạ chào cả nhà, dạ chào cả nhà. Nhạc cụ gì anh? Xanh tiền. Chiều chiều trên má sông hướng nà, con xin lầm lần đất thà. Dạ. Dạ rồi. Ủa, rồi bây giờ sao? Các bạn đã chọn nhạc cụ xong chưa? Tôi xong rồi ạ. Múa chén ăn cơm. Tôi múa tô bưng hủ tiếu. Hủ tiếu. Bậy ở đây bún bò. Bún bò. Trở lại. Tôi múa cái tô bưng bún bò Huế. C. Tôi trà cung đình Huế. Đó. Tôi chọn đàn Hồ Đại. Đại thiệt nha. Đại thiệt. Em đang đang ti ba. Dạ. Tôi chọn đàn Nguyệt. Đồ chơi lớn vậy. Rồi bây giờ là thời gian luyện tập của các bạn ha. Các bạn có khoảng 10 phút để luyện tập. Trời ơi, cậu tập gì dữ vậy chị? Chị là cái nó có nhịp là 1, 2, 3, 4 rồi gì không? Hay là tự cảm thôi? Cảm ống có nhịp chết, tức là cảm giác giống như dường nhịp đó. Đâu, chị đọc cái nhịp đó coi. Tích tích thiệt thiệt. Nhưng mà cái này là 2, 2 dìm 1 nè. Cái này là 2 dìm 1 nè. Tại vì cái chén nó bự mình rung được thôi. Nào là đồ đó. Đồ đây, đồ đây, đồ này đèn đồ. Đồ này. Đồ. Đồ rê. Rê. Qua đây pha này. Pha. Son. Son. Thì mình phải mượn nốt. Ví dụ như nốt rê này. Mình dạ. Mình muốn đánh cho được nốt mi thì mình phải mượn nốt rê này nhấn vào. Cái đó hẳn. Đó. Rê này. Mi này. Đó, cái đó mượn nốt được. Wow. Ba rê pha. Ôi, khó quá. Không, nhưng mà ba nữa là cơ bản nhất là dễ nhất rồi. Dạ. Cái hàng thì có tông đó là nốt đen và nốt trắng thôi. Nhưng mà bây giờ mười trong 10 phút mà em không thể nào nhớ được. Thôi thì mình cứ tập từ từ là chúng mình bị nhớ hệ thống dây và cách mình có thể biết là từ đây nổi lên nổi gì kêu gì thôi. Đó. Chứ học ra thì tất nhiên phải một thời gian dài mới học được chứ. Còn cao độ mình những dây anh. Thôi tôi đi ngu với tôi chọn cái đàn này. Cái đàn khó, là khó. Đúng rồi, mấy cái này là khó nhất. Khó nhất hả? Khó nhất hả? Dạ viếng là hai bên cùng đi bên cùng hiền dạ viếng cùng hiền dạ viếng cùng hến gì đó cùng hến gì đó cùng quăng dòng lửa cùng tiền cùng vô sông đau bao vinh đây không có em đừng thẳng mọi thứ nó chỉ có tay thôi rồi đồ sức á đó đồ sức á. Bạch hồ sông đào bao vinh, bao vinh bạch hồ sông đào, thăng long chạy vàng thẳng đào, thẳng ra phù cam ơi. Đó lắm đó, một số lớn. Hay quá. Diễn đi, diễn đi. Diễn lên, diễn lên, diễn lên. Ok là chúng tôi đã nhường diễn rồi, trình diễn đi.
nữa hả? Đâu, em đã làm được đoạn đầu rồi. Tham gia. Dạ rồi. Go. Let's go. Cảm ơn anh. Dạ rồi, lên. Lát nữa khi tụi anh ra, tụi anh chào máy, tụi anh quay qua. Cái tụi anh đưa hàng ra. Đây ạ. Là bắt đầu đợt 2, ví dụ nè. Nước đầy tiền. Hả nha, nhớ nhớ nha. Ok, ok. Nhớ gì không vậy? Không nhớ gì, nói gì. Kính thưa... Chưa. Ngày hôm nay, hai ngày một đêm đã có mặt tại Cung đình Huế, tại Đại Nội. Ban nhạc của chúng tôi mang tên là Bên Dòng Sông Hương. Xin... bắt đầu. Chưa. Anh John ra đã. Chuyên nghiệp lên. Chuyên nghiệp lên. Kéo màn. Kéo màn. Kéo màn. 2, 3, mở màn. 2, 3, mở màn. Trong đàn mày mới nhớ. 2, 3. Sông Hương mà nổi thuyền tối mà lừng lờ, em cá mà non đời và em hà nọ. Tôi nhớ đến em, tôi nhớ đến em. Ai đã mà từ Huế thì đã, ai đã mà từ Huế thì đã, ai về thì phải ăn tố mà bụng bò. Sao mà bụng bò ta ăn cơm hèn ở cồn hèn đây. Bụng bò bánh bèo bánh nằm rình nhau bụng ngón mà đè quả đứng. Che bông lòng héo quay 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 quay. Múc bún. Bụng bò đây của tôi. Bạn nhạc quýnh đi, quýnh đi. Chén đang nghỉ cho bạn nhạc quýnh đó. Ngọc Kiwi solo. Đốt đất này. 2, 3. Tiêu là lè, ta là lè, lè, lè. Hiệu. Hay quá. Tất cả vô. Mà múa cho quan coi vậy là chém đầu rồi. Chém đầu không? Chém đầu chứ. Quan đầu kỹ lắm. Người đâu hả? Chém đầu rồi đâu? Thiệt. Giới thiệu cho hoành tráng vô. Sao vậy? Thái giám phương nào? Thái giám phương nào? Xin tha tội. Không được. Tha tội. Không được. Cậu đầu đau. Sớm. Thử. Thử.
Để từ nay tôi sẽ làm trưởng đoàn. Sơn ở rồi chém. Chắc là thưa chị, thực ra thì là bác giám khảo trực nhiệm rất là lắng nghe. Dạ. Nhưng mà tại vì chúng em rất là vui, rất là vinh dự khi được đón các nghệ sĩ ở đây. Và buổi sáng hôm nay thực sự là khi mà hướng dẫn cho các nghệ sĩ, em cũng không nghĩ là các nghệ sĩ là quá giỏi. Hát những xứng đáng điểm ngươi, và nếu như có ngươi cầu hóa mình luôn thì em sẽ sẵn sàng rồi cho tất cả nghệ sĩ luôn. Trừ 9 điểm ạ. Bị chạm đó là thôi xì xóa đi, khổ quá bỏ quá. Dạ em xin phép mời nhận xét đặc biệt về cô Kiến Huy ạ. Anh cưa cái gì vậy hả? Về thân thải biểu diễn nó chắc chắn là tuyệt vời. Dạ. Yeah. Anh còn có phần kéo mà âm thanh ọt ẹt ọt ẹt anh. Về đệ tử của mình thì mình chậm điểm 10 luôn. Như vậy là với phần biểu diễn vừa rồi, các nghệ sĩ chương trình 2 ngày 1 đêm đã được các nghệ sĩ đoàn nhã nhạc cung đình đánh giá cao. Bất chấp màn biểu diễn của các bạn như thế nào, cho nên là các bạn sẽ nhận được thêm một kim bài của chương trình. Huynh đài, hãy lấy kim bài miễn tử, kim bài miễn bể. Cái chén hồi nãy bể là tha thứ rồi. Ngày hôm nay cảm ơn các anh chị bên ban nhạc cung đình Huế nhã nhạc đã hỗ trợ tụi em rất là nhiều, và mong các anh chị nhớ và ủng hộ cho tụi em. Đây chính là chương trình